F0 từ thành phố Hồ Chí Minh về dự đám tang khiến cả xã ở Thanh Hóa bị phong tỏa. Sau khi từ thành phố Hồ Chí Minh về đưa tang bà, một người dân ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa bất ngờ dương tính với SARS-CoV-2 khiến cả xã bị phong tỏa. Ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết, huyện vừa quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang để phòng chống dịch COVID-19 sau khi trên địa bàn xã ghi nhận một người dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 6 tháng 7, bệnh nhân này đi trên chuyến bay VN242 cùng 5 người thân từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Nội Bài lúc 9 giờ sáng. Chuyến bay có 5 bệnh nhân COVID-19 tại Vĩnh Phúc. Sau đó, bệnh nhân đi taxi về Trung tâm Y tế xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa lúc 14 giờ để khai báo y tế. Trên đường về, xe dừng đổ xăng tại Ninh Bình. 14 giờ 30, bệnh nhân về nhà tại thôn 1, Xuân Giang, Thọ Xuân. Lúc này, gia đình đang tổ chức đám tang cho bà của bệnh nhân. Sáng ngày 7 tháng 7, bệnh nhân ra nghĩa trang của thôn để dự lễ mai táng. Sau đó, bệnh nhân về nhà và không đi đâu. Cùng ngày, CDC Thanh Hóa thông báo tìm người liên quan đến chuyến bay VN242 do có người mắc COVID-19, nên bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện Thọ Xuân. Ngày 7 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1. Ngày 9 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và gửi mẫu đến CDC Thanh Hóa. Đến 1 giờ sáng ngày 11 tháng 7, CDC Thanh Hóa thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi xét nghiệm dương tính, lực lượng chức năng đưa bệnh nhân về Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cách ly, điều trị. Qua điều tra dịch tễ, xác định 33 F1 và 179 người liên quan đến đám tang. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.